đổi đời. Năm 1937, con à, cha phải rời xa các con rồi. Không đâu cha ơi, cha sẽ không bỏ rơi chúng con đâu. Cha vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cha mong con sẽ sống đời lương thiện. Cha đã làm tròn trách nhiệm giáo dục con cái rồi. Con à, cha không yên tâm về đứa chó bé bỏng của cha. Cha lo ngày mai nó còn phải chịu đói chịu rét nữa không? Cha yên tâm đi, nhất định con sẽ nuôi nấng cháu của cha thành người. Cha đã chịu khổ cả đời rồi, đến cuối cùng vẫn chẳng để lại được gì cho con cháu. Cha ơi, xin cha tha thứ cho con. Con có lỗi với cha. Cha vất vả nuôi con thành người, nhưng con lại chẳng thể cho cha bữa no đủ. Con à, ngày nào cha cũng cầu nguyện cho các con. Nhưng giờ đây cha đuối sức rồi. Cha ơi, cha tôi tổ chức một tang lễ sơ sài cho ông tôi bằng những đồng bạc lẻ mà ông kiếm được khi chạy việc trong thành cho người ta. Từ 2 năm trước, khi mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, thì cha tôi ngày càng trở nên ít nói hơn. Sự ra đi của ông khiến ông ấy càng thêm trầm mặc. Chú Borato lo lắng cho cha tôi nên để chúng tôi sống trong nhà của ông ấy. Một tối nọ, cha tôi kể cho chú Burato nghe về những gì mà ông nói trước lúc ra đi. Ông nói rằng mình chẳng thể hiếu thảo với cha mẹ, chẳng thể trao cho vợ con mình những ngày tháng tươi đẹp, cũng không thể nuôi nấng con mình cho thật tốt. Ông ấy nói rằng ông ấy không hiểu rằng những cần lao mà ông đổ lên mảnh đất này rốt cuộc đã chảy đi đâu cả rồi. Cuối cùng ông ấy nói rằng vì con cái, không thể trầm mặc thêm được nữa rồi. Nào nào, mọi người ăn uống trước cho no đi. Lê men sắp qua rồi. Đúng rồi, anh đưa con trai tôi về nhà trước đi. Con không đi đâu, con muốn sát cánh bên cha. Cái tên cát đeo này đáng ghét quá, phiền phức lắm luôn. Hắn vốn thật thà, mà khi trở về từ đất khách lại học thói xấu rồi.
toàn nói xấu chúng ta với mọi người thôi. Người như thế, nể mặt rồi cũng chẳng chịu nể mình. Phải sớm xử lý thôi. Xử lý như thế nào? Anh đến đây làm gì? Tôi đến để lấy lại đất của tôi. Không có. Cha ơi. Cha ơi. Đây là chuyện mà chẳng ai ngờ tới. Các Leo cứ thế mà ra đi mất rồi. Nếu mà lúc đó tôi đi cùng anh ấy thì tôi sẽ không đời nào để chuyện này xảy ra đâu. Nhưng mà giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Trông thấy các Leo ra đi, tôi thật sự là rất buồn. Nếu như anh ấy không mơ mộng hảo quyền, thật thà cài bừa cho tôi, không thèm muốn đất đai của tôi, không đưa đám các người đến để gây chuyện, thì anh ta cũng đã chẳng chết. Con trai của anh ta cũng chẳng thành cô nhi. Như thế tốt biết bao. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt con của các Đeo, tôi chẳng biết phải ăn nói với các người như thế nào cả. Tôi khuyên các anh, những người gây chuyện cùng với các Đeo, tốt nhất là nghĩ cho kỹ những chuyện hôm nay đã xảy ra. Đừng có để bi kịch như vậy lại tái diễn. Nước mắt đông đầy trong mắt của thằng bé này sắp làm tan nát trái tim của tôi rồi. Tôi hy vọng rằng sẽ không còn ngoại lệ nào nữa cả. Tôi xin phép được dứt lời. Sao mày trộm nước của ông chủ chứ? Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cố ý. Rosie là địa chủ ở chốn này. Đất đai và nước ở đây đều thuộc về hắn. Những nông dân sinh sống ở đây đều chỉ có thể thuê đất của hắn mà trồng trọt. Bất kể ai khai quang ra mảnh đất nào thì cuối cùng cũng phải giao nộp cho hắn. Bởi vì dẫu có là ai khai khẩn được đất quan thì cũng không thể tưới tiêu bằng bất kỳ giọt nước nào của hắn. Những người làm trái ý của hắn đều sẽ bị hắn giày vò. Tôi đã lớn lên ở mảnh đất như thế này. Mày muốn đi đâu? Con muốn đưa cơm tới cho chú Burat. Sau này lớn thành người mà học theo cái thói của cha mày thì tao sẽ lột da của mày. Đã nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi ạ? Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ? Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Năm 1949,
Đáng lẽ nên trừ khử cái tên phú rách áo ôm đó ngay từ đầu. Đất của ai? Của tôi. Ai cơ? Của tôi. Của ai cơ? Của tôi. Nếu ai dám nói mảnh đất mà mình khai quang được là của mình, thế thì còn cần tới quy tắc để làm cái gì? Tôi đã cho người đi tìm Bu Rách rồi. Bu Rách rõ ràng đất đấy là của ai hơn là Adili. Con trai à, cha giao miếng đất này cho ông Rosie rồi. Bằng không thì ông ta sẽ đánh chết con mất. Đứa con đáng thương của tôi. Cha ơi, cha ơi, còn đau không? Không đau. Đừng nói dối nữa. Đau. Sao không giao đất cho họ sớm hơn chứ? Miếng đất đó là anh khai quang được, anh không giao cho chúng đâu. Bọn họ sẽ đánh chết anh đấy. Anh biết. Lúc cha bị đánh chết, anh cũng ở đó. Anh đã gieo trồng hy vọng của mình trên mảnh đất này. Có đánh chết anh cũng không giao cho chúng. Anh đừng trách cha em. Anh không trách. Ông ấy làm vậy vì muốn tốt cho anh. Anh gieo trồng ước mong gì trên mảnh đất đó? Aigui, anh muốn tới nơi đất khách để kiếm tiền. Được không? Nếu như chẳng sống tốt được ở bên ngoài thì nhớ về nhà. Dân, cha con chắc chắn sẽ trách ta. Trách ta chẳng chăm sóc tốt cho con. Nếu như không có chú, con đã chết từ lâu rồi. Nếu như ở bên ngoài mà sống không được tốt, cha đã nói rồi. Con mau ăn đi. Ăn nhiều vào, ăn cho no vào. Ra ngoài thì nhớ phải cẩn thận. Người khác mà hỏi con đi đâu thì con cứ bảo là chẳng đi đâu cả. Dân, con nhát gan từ thuở bé. Có gặp chuyện gì thì cũng đừng làm quá lên. Dân, nếu gặp người tốt đối với con thì nhớ phải biết cảm ơn. Dân, nếu gặp phải người xấu bắt nạt con thì nhất định phải biết nhẫn nại. Dân, bà toàn nói gì đâu không? Thời buổi này người nào chẳng có, chẳng ai vô duyên vô cớ mà đối tốt với con cả. Con là đàn ông, phải học được cách bảo vệ mình. Con nhớ cả rồi. Chào, anh đi đâu thế? Chẳng đi đâu cả. Trông thấy mắt buồn của Agus,
Tôi rất buồn. Tôi rất muốn trao hạnh phúc cho cô ấy. Tôi rất muốn được thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi của cô ấy mỗi ngày. Nhưng tôi chẳng có gì cả. Sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi từng đau đớn mà rời khỏi quê nhà, muốn tìm cơ hội thay đổi vận mệnh. Hôm nay tôi cũng lựa chọn con đường này. Tôi không biết rằng có nơi nào có thể thực hiện quá ước mơ trong lòng tôi không, có thể khiến cho tôi được đem lại hạnh phúc cho người con gái mà tôi yêu, có thể khiến cho dì Ba Ti Ma yên tâm mà giao tương lai của Agus cho tôi. Chào chú. Chào cậu. Có việc gì cho tôi làm không? Cậu muốn mua gì? Chú ơi, tôi không mua gì cả. Tôi muốn tìm việc làm. Cậu xem, ở đây có việc gì mà cậu làm được không? Nếu tôi mà không tìm được việc làm nữa, là tôi sẽ chết đói mất. Cậu không nên nói những lời này với tôi đâu. Cậu trai trẻ à, xin Thánh A-la phù hộ cho cậu. Tôi rời khỏi nhà, vô muốn kiếm tiền để trở về cưới người con gái mà mình yêu. Nhưng mà tôi chẳng có tài chi, chẳng tìm được việc gì cả. Tôi không thể trở về như thế này được. Tôi phải kiếm tiền. Cậu muốn kết hôn sao? Cô ấy là người con gái tuyệt vời. Cô ấy lương thiện lắm. Tôi muốn kiếm tiền mua áo mới cho cô ấy, kiếm tiền để cô ấy được no bụng. Không muốn để cô ấy sống ngày tháng khốn khó với tôi nữa. Bản thân cậu còn sống chẳng ra gì. Nếu mà kết hôn thì cậu nuôi được cô ấy hay không đây? Chỉ cần chú cho tôi việc làm, nhất định tôi sẽ làm thật tốt. Như thế thì tôi có thể kiếm tiền nuôi cô ấy được rồi. Cầm lấy. Đi mua chút đồ ăn trước đi. Chú không quen tôi thì sao lại cho tôi tiền? Cậu không ăn cho no thì sao có sức mà làm việc cho tôi được chứ? Hay là tôi làm việc cho chú trước rồi ăn sau? Nếu cậu không ăn trước thì tôi không cho cậu làm việc nữa. Cầm lấy. Đi ăn trước đi. Agus, anh sống tiếp rồi. Vào đây. Sau này cậu cứ ngủ ở đây, vừa khéo trong hàng giúp tôi được rồi. Vâng. Thế tôi về đây. Vâng. Đúng rồi. Đừng có mà khoáng sạch.
cửa tiệm của tôi đấy nhé. Không đâu ạ, tôi không khiêng nổi. Thế tôi đi đây. Cảm ơn chú, ngày mai gặp lại. Agus, kiếm được tiền rồi, anh sẽ về cưới em. Con à, đi ngủ thôi. Con ngồi thêm lát nữa. Con đừng lo, Adili sẽ sống tốt thôi. Nó là đứa trẻ ngoan, Thánh Ala nhất định sẽ phù hộ cho nó. Con biết rồi thưa cha. Adili là đứa trẻ lương thiện. Cha lo lắng nó nhát gan, tính cách lại hướng nội quá. Nếu lúc đầu cha không để nó đi thì tốt rồi. Yên tâm đi cha, Adili thông minh lắm, anh ấy sẽ cẩn thận mà. Cha tin rằng nó sẽ cẩn thận. Lúc còn nhỏ, đứa trẻ đáng thương này đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị đánh chết. Từ lúc đó trở đi, nó đã ít nói hẳn hơn, không thích nói năng gì với người khác nữa. Con à, đừng trách mẹ con, bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết mà, thực ra mẹ con thích Adili lắm. Cha đi ngủ trước đi, con ngồi lát rồi đi ngủ sau. Được, đừng ngồi lâu quá đấy. Ngày 25 tháng 9 năm 1949, Tào Trì Nhạc và Bao Nhĩ Hán tuyên bố khởi nghĩa toàn quốc trên sóng điện đài. Tháng 10 năm 1949, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến vào Tân Cương. Tân Cương tuyên cáo giải phóng hòa bình. Ngon quá. Mì trộn nhà các cô là mì trộn ngon nhất trên đất Tân Cương mà tôi từng ăn. Muốn ăn thì tới đây, lúc nào cũng có cả. Nào có dễ như thế. Tình hình bây giờ thế nào rồi? San Y Mẫn lại ra nước ngoài rồi. Các anh không cai quản chỗ chúng tôi nữa sao? Tạm thời không quản được nữa rồi. Chờ Cộng sản tới đi. Anh Rosie, chắc là anh sắp gặp rắc rối rồi đấy. Tôi thì gặp rắc rối gì được chứ. Tôi làm gì có động chạm tới họ đâu chứ. Anh mà nghĩ như thế thì tôi cũng bó tay. Họ hàng của tôi ở nội địa đều bị Cộng sản bắt cả rồi. Tài sản bị chia hết cho bọn đói nghèo cả rồi. Thảm lắm. Đây là Tân Cương, khác với đất của các anh. Ở đây tôi là chim ưng già. Chỉ cần chúng tôi mở miệng là đám khô rách áo âm ấy lại rung như cày sấy. Anh em à, anh thấy chim ưng già ăn thịt thỏ bao giờ chưa? Anh trông thấy thỏ vặt lông chim ưng bao giờ chưa? Anh đừng tự tin quá mức thế. Tào Trì Nhạc, Bao Nhĩ Hán đã tuyên bố đầu hàng rồi. Tôi nói rõ với anh hơn nhé. Thời buổi này khác rồi. Thời buổi này dễ thay đổi như thế sao? Dương Tăng Tân, Kim Thụ Nhân, Thịnh Thế Tài từng thay đổi chính phủ, mà cũng chưa từng nghe nói cái đám khô rách áo ôm đó lên nắm quyền bao giờ. Cũng chưa từng nghe nói cái đám nghèo nàn đó gặp tôi mà phải để tôi đi đường vòng bao giờ. Những lời nên nói tôi đã nói hết rồi. Ngày mai tôi phải hộ tống trưởng khu Y Mẫn ra nước ngoài. Sau đó bất kể lúc nào tôi cũng sẽ phải đi du kích. Nếu sau này có khó khăn gì cần tới anh thì đừng có bỏ mặc tôi, được không? Đừng nói thế anh em. Hai chúng ta là anh em,
Anh muốn làm gì thì cứ việc nói với tôi. Cho anh cái này. Tôi còn đem cho anh thêm mấy khẩu súng. Thời khắc then chốt có khi phải dùng tới. Đây là ít vàng cát, coi như là tôi ủng hộ anh. Chúng ta cùng nhau thay đổi cái thời buổi mà đảng Cộng sản đã thay đổi. Anh đứng đây làm gì? Nấu xong cơm rồi, những anh lính kia đang ăn rồi. Tôi tới nhắc anh một tiếng, sao anh không nói gì? Anh còn chẳng nói gì, sao tôi dám nói? Lượng đi. Lần đầu tiên, lúc tôi nhìn thấy quân giải phóng, thì lòng thấy hơi sợ hãi. Dẫu cho khắp đầu đường cuối phố, người đâu đâu cũng nói rằng quân giải phóng tốt, nhưng tôi vẫn lánh sang một bên một cách cẩn thận, không dám tiếp cận bọn họ. Thầy, quân giải phóng ngày nào cũng ở đây, để làm gì thế? Ta cũng chẳng rõ nữa. Nghe nói rằng bọn họ muốn bắt cướp, muốn khai khẩn đất quan, còn muốn làm bạn với người dân nữa. Hình như quen nhiều lắm. Dân chúng ấy ạ, làm bạn với dân mình sao? Đừng hỏi ta nữa, con tự đọc sách đi. Con không biết nhiều chữ nên đọc không hiểu. Con không biết chữ sao? Không biết nhiều. Thế cũng khá. Nếu mà con không biết chữ thì có nhiều chuyện con không thể hiểu được đâu. Ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy con. Dân. Đồng chí giải phóng quân. Chào anh, chào anh. Chào bác, vào đây uống cốc trà đi. Dạ thôi, con còn có việc nữa. Cảm ơn nhé. Con còn phải làm việc nữa. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Mọi người nói gì thế? Ta nói con không nghe. Để bọn họ bắt con đi. Bọn họ nói lát nữa sẽ tới. Đừng sợ, quân giải phóng không bắt người bừa bãi đâu. Sao thế? Sao tự nhiên không muốn nói năng gì nữa thế? Con còn tưởng con không được gặp Agus nữa. Đùa thôi, sao con tưởng là thật rồi? Thầy là ân nhân của con. Thầy nói gì thì con cũng nghe, con cũng tin. Giờ con vẫn chưa báo đáp được người. Dẫu cho sau này có năng lực rồi, thì con cũng sẽ mãi mãi tin và nghe lời thầy nói như lúc này. Trung Quốc, người là quê hương của ta, bởi hạng dạng chúng dân sống trong vòng tay ấm áp và thuần khiết của người, là người đã khiến ta nhận biết lý tính, nhận biết bản thân, hiểu chuyện thị phi. Trong xem Trung Quốc, chúng tôi phi nước đại trên sa mạc, bảo vệ người muôn kiếp, thắng được tương lai tươi đẹp của người và xây dựng một Trung Quốc mới, độc lập và tươi mới, duy nhất trên thế gian. Trên miền đất của người, chúng tôi sắp xây dựng nên một thời giải phóng. Thầy ơi,
Chúng ta là người Trung Quốc sao? Phải đấy, chúng ta là người Trung Quốc. Lúc đó tôi nào có biết rằng khi đó ở Bắc Kinh đã mở một hội nghị trọng đại. Các lãnh đạo của đất nước chúng tôi đang vất vả vì cuộc sống của nhân dân. Bọn họ đang thay đổi Trung Quốc cũ, chỉ đem lại đau khổ cho nhân dân. Tôi cũng chẳng biết vì sao mà lại có bọn họ. Không lâu sau, nhờ họ mà cuộc đời của tôi đã thay đổi. Càng ngày tôi càng biết nhiều chữ hơn, đọc sách trở thành chuyện bắt buộc mà ngày nào tôi cũng phải làm. Cũng chính bởi vì đọc sách mà tôi có thể biết được những thay đổi trong cuộc sống ở thành trấn bé nhỏ. Nhưng dẫu cho mọi thứ đều chật vật mới có được, cũng vẫn sẽ có những kẻ ác không muốn trông thấy nhân dân được sống hạnh phúc và không ngừng phá hoại. Bí thư Mạnh, nào nào, làm quen nào. Đây là đồng chí Ezik, đây là Trương Văn Huy, cấp dưới cũ của tôi, chào cậu. Đồng chí Ezik, đồng chí Trương Văn Huy, rất vui được gặp anh. Nói tiếng Hán giỏi nhỉ, đương nhiên rồi. Người ta là phần tử trí thức cao cấp. Còn biết cả tiếng Liên Xô, tiếng Mỹ nữa đấy. Cậu biết không, tôi sao? Không. Trưa nay tới nhà chúng tôi ăn cơm đi. Thôi. Bí thư Mạnh, Tiểu Ngô, cô làm gì thế? Tôi đến phòng y tế. Tôi đi họp. Vậy trưa nay tôi nấu cơm cho anh nha. Thôi không cần, lát nữa tôi đi rồi. Được rồi, đi thôi Bí thư Mạnh. Bí thư Mạnh. Được, đồng chí Ezik. Nào nào, mời ngồi. Nói chuyện chính đi. Cấp trên phải đồng chí Ezik tới hợp tác làm việc với anh. Mong muốn mau chóng xây dựng được quần chúng cơ sở và cán bộ cơ sở. Đây cũng là công tác quan trọng của giai cấp tiếp theo. Hiểu chưa? Hiểu. Không cho anh đi bắt cướp, không giận dỗi gì chứ. Công việc này còn quan trọng hơn. Có gì không hiểu thì tự tìm hiểu. Anh tốt xấu gì cũng từng đi học, chắc là có năng lực nhận biết và giải quyết vấn đề đúng không? Anh đã nói vậy rồi thì tôi còn nói gì được nữa chứ. Vấn đề ở Tân Cương rất là phức tạp. Có gì không hiểu thì tìm đồng chí Ezik mà hỏi. Cậu ấy hiểu tình hình ở đây nhiều hơn anh. Như vậy giảm được nhiều khả năng phạm phải sai lầm lớn. Thêm nữa đồng chí Ezik, nếu cậu có thời gian thì dạy cho anh ấy tiếng Duy Ngô Nhĩ thêm nhé. Dân, như thế có lợi cho công việc của anh. Dân Bí thư Mạnh, cậu đã nói như thế nào nhỉ? Yashi Music, ý gì thế? Anh xem, phải học rồi đó. Cậu nói hay thế mà anh lại không hiểu. Không vội, dần dần. Được rồi, tôi đi đây. Ý gì thế? Chào anh. Yashi Music, chào anh. Chào anh. Yashi Music, mu gì cơ? Cha đang nghĩ gì thế? Quân giải phóng tới Nam Cương đã được một độ rồi. Tiếp theo họ sẽ làm gì đây? Chẳng có tin tức gì cả. Lòng ta thấy bất an. Người là người có uy vọng nhất ở chốn này. Cho dù quân giải phóng tới thì cũng làm được gì người đâu. Tôi nghe Trần Kiến Võ nói tất cả địa chủ ở quê của anh ấy đều bị giải phóng quân xử lý hết cả rồi. Đám này chỉ làm bạn với người nghèo thôi. Murat, cả thôn đều biết ông là người thật thà, lương thiện. Bởi do ông tốt nhường đó, cho nên Thánh A-la mới ban cho một đứa con gái tựa như tiên nữ thế này. Hôm nay tôi tới là để hỏi cưới cho anh em Wubun. Đây là sính lễ mà chúng tôi đem tới. Mong rằng ông đừng từ chối. Cảm ơn lời khen của cô. Con gái của tôi nào có được tốt đẹp như cô nói. Đừng nói vậy chứ. Vua quân đến đây với thành ý đấy. Mong ông nhận cho. Tôi không thể nhận sính lễ này được. Chúng tôi đã đính hôn con gái tôi với Adili rồi. Gì cơ? Chúng tôi sẽ gả con gái của mình cho Adili hay không thì còn phải trông vào sự sắp xếp của bề trên và vận mệnh của nó. Nhưng chúng tôi không thể nhận của này được. Thành thật xin lỗi. Mong anh về cho. Tôi mong bà nghĩ cho thật kỹ. Các người hiểu rằng tôi đến hỏi cứ theo quy tắc. Không ngờ lại phía công tới đây rồi. Anh nằm mơ giữa ban ngày đấy sao?
Con đừng nói chuyện. Con gái con đứa không được nói chuyện với người lớn như thế đâu. Anh cũng chú ý thái độ của mình đi. Lượng, Bù Trách, ông hiểu tôi mà. Tôi khuyên ông nghĩ cho thật kỹ, nói chuyện với cha mẹ tôi cho đàng hoàng. Anh cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ngoài Adili, em tôi không gả cho ai hết đâu. Tôi đang nói chuyện với cha mẹ của anh. Tốt nhất anh đừng chen miệng vào. Nếu anh đến để hỏi cưới thì đừng nói lời ép cưới. Anh phải biết lịch sự chứ. Cha mẹ nuôi nấng con cái thành người, bọn họ có quyền từ chối anh. Anh làm cái gì thế hả? Dừng tay, dừng tay. Tôi nói anh dừng lại. Dừng tay, đừng đánh con trai tôi. Con không biết giờ bên ngoài tình hình như thế nào sao? Đừng gây rắc rối cho ta nữa, có được không? Tốt nhất giờ phải lấy lòng người ta. Lúc nào con cũng gây chuyện thị phi, quân giải phóng mà tới thì mấy chuyện đó là thành thớt mất. Con sai rồi. Đổi tính đổi nết đi. Con đánh được một người, liệu có đánh nổi cả thôn không? Nào có ai đi hỏi cưới kiểu đó chứ. Đi ra đi. Đánh đau lắm sao? Sống cả đời mà đến con cái cũng chẳng bảo vệ nổi. Ông nó à, đừng buồn nữa. Chỉ cần có Rosie thì cả thôn chẳng ai bảo vệ nổi con của mình cả đâu. Tôi từng nghe các đeo nói, trước khi cha của ông ấy mất, cha ông ấy rất tuyệt vọng, nói rằng tới chết cũng không để lại cho con cái mảnh đất nào. Tôi lo rằng nếu có một ngày tôi ra đi bất chợt thì có khi nào cũng chẳng để lại một mảnh đất nào cho con cái hay không. Ông đến đây làm gì? Xin chào. Chào ông. Ông chủ Rosie. Sao trong nhà có mùi lạ thế? Chúng tôi nghe chuyện Ngu Bun đến nhà các ông hỏi cưới rồi. Sau khi lão gia biết được thì rất là tức giận, đã đánh nó. Độ này trong thôn khá loạn. Chuyện lạ lùng gì cũng xảy ra. Có lẽ mọi người sẽ nghe được rất nhiều lời đồn đại, nhưng mà các ông phải nhớ rằng trên thế gian này chỉ có Muslim mới thật sự quan tâm. Chúng tôi sẽ không làm chuyện trái đạo thánh Allah, không thể làm chuyện có lỗi với Muslim. Như thế thì sẽ bị trừng phạt mất. Cầm tiền này chữa thương cho con đi. Đây là chút tấm lòng của lão gia. Lão gia, con tôi không nhận nổi đại ân đại đức của các ông. Nhận lấy đi, chúng ta đều là Muslim. Bảo cầm thì cứ cầm đi. Lượng, lão gia, tôi không nhận được. Nhận lấy đi, cầm lấy đi. Đừng phụ lòng của ông ấy. Anh ơi, anh ơi, Yashimushi, Yashimushi, có chuyện gì ạ? Có chuyện gì không? Tôi chẳng sao cả. Ý gì thế? Tôi đến để làm móng cho ngựa. Hả? Ngựa? Móng ngựa? Anh không hiểu là tôi nói sao? Nào nào. Nào. Nào.
móng ngựa. Tranh đâu? Đây, móng ngựa. Hiểu chưa? Có. Tốt quá rồi. Bao nhiêu tiền thế? Tiền. Không không, tôi không lấy tiền của anh được. Không không, phải đưa tiền. Cầm lấy. Anh biết nói tiếng Duy Ngô Nhĩ không? Tôi không. Phải đưa anh tiền. Tôi không lấy được. Không không, chúng tôi là quân giải phóng. Chúng tôi có kỷ luật. Không thể lấy một đồng một cắt nào của dân chúng cả. Nào, tôi không lấy được. Cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy nhanh nào, cầm lấy. Nhiều thế sao? Cảm ơn. Anh ơi, anh nghe tôi nói. Sao nhiều thế? Anh đừng lấy hết tiền của tôi chứ. Anh phải trả lại tôi một ít. Anh đưa nhiều quá. Mặt trời lặn, anh tới lấy móng ngựa nhé. Ý của tôi là anh phải trả lại tôi một ít tiền chứ. Như thế này đi. Nào nào, anh ơi, nào. Tôi lấy lại một ít tiền. Anh thấy đủ rồi thì bảo được rồi. Hiểu chưa? Tốt. Giá này thì đúng rồi. Yasimuric, còn cần gì nữa không? Ngôn ngữ khó thật đấy. Chúng tôi đi đây. Đi. Bán bánh nan đây. Bán bánh nan đây. Chào các anh. Các anh khỏe không? Các anh mua bánh nan mới ra lò không? Không. À đi đi. Sao con lấy tiền của quân giải phóng thế chứ? Anh ấy cứ bắt con cầm. Còn nói nhiều nữa. Không nhận không được. Bọn họ có tức giận không? Không ạ. Còn cười nữa. Con không nên nhận tiền của họ. Như thế sẽ rước phiền phức cho thầy sao? Không. Ý ta nói là không lấy tiền cũng là tấm lòng. Chào cậu. Đây là cậu của tôi. Yasimuric. Tôi khỏe, tôi khỏe, tôi khỏe. Ông biết nói tiếng Hán không? Chút thôi. Buôn bán ở đây gặp nhiều người lắm, nên học được một chút. Học trò của tôi, Adili Yasimuric, là anh ấy. Thằng nhóc này không hiểu chuyện. Nó lấy tiền móng ngựa của anh. Tôi rất giận, đang mắng nó này. Anh xem, không 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 không, nhất định phải lấy tiền. Không đưa tiền thì chúng tôi sẽ mắc lỗi. Không trả tiền là mắc lỗi sao? Làm gì có chuyện đó. Anh ấy nói không nhận tiền là mắc lỗi gì đó. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Cậu ngồi xuống nói chuyện đi. Chuyện là thế này, con mời lão Trương tới cùng là để tìm hiểu cuộc sống của quần chúng chỗ này. Con à, chờ chút. Thằng nhóc này nhận tiền công làm bốn cái móng ngựa của quân giải phóng. Ta thấy ngại quá. Thằng nhóc này không nên làm thế. Cậu thấy có được hay không thì cũng phải nhận. Đây là kỷ luật của quân giải phóng. Chúng ta nói chuyện khác có được không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Vẫn đang nói chuyện nhận tiền sau. Ừ, phải đấy. Nghe cậu tôi nói chuyện mệt rồi đúng không? Hơi hơi. Ông ấy cứ luôn mực nói chuyện nhận tiền với tôi. Ông ấy bảo tôi hẹn cán bộ ra gặp để biểu đạt rằng ông ấy không nhận tiền của quân giải phóng. Ông ấy vui lòng. Hiểu rồi, cảm ơn ông ấy. Thằng nhóc Adili khi nãy, anh quen lắm không? Trông ra thì cũng là người thật thà. Tôi từng nghe cậu tôi nhắc tới. Anh ấy là cô nhi. Cha bị bắn chết khi đòi lại đất của mình. Mảnh đất ông ấy tự khai quang, cũng bị địa chủ chiếm mất rồi. Anh ấy thật sự không sống nổi nữa, cho nên mới bỏ làng tới đây. Nông dân của cả nước đều như thế. Nghe cậu tôi nói anh ta thông minh lắm. Giờ nắm được năng lực đọc hiểu cơ bản rồi. Chăm chỉ lắm. Người như thế luôn luôn trân trọng cơ hội hiếm có hơn. Anh nhận anh ta vào lớp học của anh đi. Tôi cũng đang nghĩ thế. Quyết định vậy nhé. Được. Thành phần tích cực trong quần chúng nhân dân là thành phần đầu tiên chúng ta phải giành lấy. Được. Anh đi đâu thế? Anh tới tiệm rèn. Đừng chờ anh về ăn cơm nhé. Adili, con bảo chập tối là làm xong. Con nói thế nào để quân giải phóng hiểu thế?
Con bảo mặt trời lặn là được. Thầy có hiểu không? Hiểu. Đến rồi, quân giải phóng tới rồi. Chú Murat, chào chú. Chào, chào anh. Yasi Music. Xin lỗi nhé, tôi tới muộn rồi. Móng ngựa của anh xong rồi đây. Anh xem đi. Có được không? Tốt lắm. Vất vả rồi. Không vất vả. Chút chuyện nhỏ vậy mà anh vẫn phải trả tiền. Ngại quá. Nên mà, sau này đừng trả tiền nữa. Con à, mau đi rót trà đi. Nào, ngồi đi. Có cần tôi gắn móng ngựa vào cho anh luôn không? Không cần. Cảm ơn. Mau đem trà nóng tới đây. Chú Murat, tôi đem bánh nan tới. Mình ăn cơm chung đi. Không được. Đến nhà tôi ăn cơm đi. Mì bà nhà tôi làm ngon lắm. Tới nhà tôi đi. Thôi. Lần sau nhé. Chúng ta ăn bánh nan trước đi. Cái này... Con à, mang đĩa tới đây đi. Ngại quá. Không sao. Uống chút trà đi. Sau này chỉ cần là chuyện liên quan tới ngựa thì anh không cần tới. Tôi tới giúp anh. Được, tôi biết rồi. Ngô Địch. Nào, đây là chú Murat. Chào chú. Đây là vợ tôi, Dân. Mình đi nhảy đi. Tôi không biết nhảy. Cô ấy không biết. Được, tôi đi múa. Dân. Sao lại tới đây? Muộn thế mà anh còn không về. Giống anh muốn về. Nhưng mà người dân nhiệt tình như thế này. Phải đấy. Chào anh. Chào anh. Chào cô. Yasi Music. Em xem người dân nhiệt tình biết mấy. Mãi không thấy anh về, em lo chết đi được. Không sao. Anh đang học tiếng Duy Ngô Nhĩ. Giờ anh học được rồi, anh sẽ dạy cho em. Thật sao? Yasi Music, anh biết ý là gì không? Vẫn nói được, ý gì thế? Chào em sau. Vợ tôi. Vợ tôi. Ý là gì vậy? À, là vợ. Vợ tôi. Tôi học lớp của thầy Eric. Ở đây, tôi học được rất nhiều những thứ chưa từng hiểu. Biết rằng ông tôi, cha tôi, vì sao lại vất vả cả một đời, nhưng lại chẳng thể sống đời ấm no. Cũng biết rằng vì sao vận mệnh của tôi lại vất vả và bất hạnh tới nhường ấy. Những tri thức đó thu hút tôi càng thêm cố gắng, khiến tôi dần dần thấy được thế giới rộng lớn hơn. Cũng ở lớp này,
tôi có nhiều cơ hội để ở gần tiểu đoàn trưởng Trương Hân. Nụ cười của anh ấy cũng với âm thanh thân thiết nhường ấy đã nhanh chóng lấy được lòng của mọi người. Anh ấy nói với mọi người rằng chúng ta là người Trung Quốc. Câu này khiến tôi lần đầu tiên có được cảm giác tự hào mãnh liệt. Adili, tôi dạy cậu nhé. Tôi là anh, cậu là em, cha, anh, em, anh, cha, anh, em, anh, cha. Không phải cha, mà là em. Là em, anh, em, anh, cha. Không phải cha. Cha là khác rồi. Anh là anh. Anh là anh. Anh. Tôi là em. Em. Ngố quá. Đúng rồi. Nói đúng, ngố quá rồi. Tôi nghe nói về thân thế của cậu rồi. Tôi biết cậu rất vất vả. Thực ra tôi cũng gần như thế. Nhà tôi cũng là nông dân. Cha tôi trồng trọt cho địa chủ. Cả đời cũng chưa được bữa no nào. Năm nào cũng có những khoản thuế nộp mãi chẳng hết. Lưng của cha tôi đã sớm yếu hơn. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi mắc bệnh nặng. Cha tôi bán chị tôi đi, đổi được 2 đồng đại dương. Nhưng cũng chẳng chữa nổi bệnh của mẹ tôi. Có một lần địa chủ tới thu thuế, cha tôi tranh cãi với họ đôi câu, đã bị đánh cho lằn rồi. Chẳng được bao lâu thì cha tôi mất. Lúc mất cũng chẳng có cổ quan tài nào. Tôi quấn cha tôi bằng mảnh chăn rách của mình, rồi chôn máy xuống đất. Chỉ cắm được 2 thanh củi ở trước mộ. Trên đó buộc vải trên quần áo của ông ấy, coi như là lập cho ông ấy bia mộ. Cậu hiểu chứ? Anh là người tốt. Chuyện buồn của anh cũng là chuyện buồn của tôi. Tôi biết nỗi khổ của anh. Chúng ta giống nhau. Giống nhau, cậu hiểu không? Giờ thì tốt rồi. Chúng tôi tới rồi. Sẽ không còn ai bắt nạt các cậu nữa. Nào, đây là chiến lợi phẩm mà thủ trưởng tặng tôi lúc tôi đánh Lan Châu. Tôi tặng nó cho cậu. Tặng cho cậu. Nào, thử xem. Không không, chân tôi thối lắm. Thử xem nào. Thối lắm. Thối sao? Đàn ông có ai không thối chân chứ? Chân của tôi cũng thối. Nào, đi vào, thử xem. Thử đi, nào, thử xem. Vậy thì thế này, tôi đi lấy chậu nước cho cậu rửa chân, được không? Để mà đi giày mới. Được. Bác sĩ, chú ý vệ sinh. Giày của anh nát cả rồi. Đừng cho tôi đôi này nữa. Anh đi đi. Giày của tôi rách rồi sao? Có đâu. Rách rồi. Cậu cầm lấy. Cho cậu đấy. Thôi, thử xem. Anh đi đi. Cầm lấy. Cho cậu đấy. Cảm ơn. Hả? Cảm ơn. Tôi biết nha. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Đầu năm 1953. Đêm qua ta mơ thấy Adili tới đồi đất với ta. Lão gia, hắn ta chết lâu rồi. Tôi thấy chưa chết đâu. Không cần biết như thế nào, vẫn phải cẩn thận với nhất cử nhất động của dân làng. Lão gia, người cứ yên tâm đi. Đúng.
Người trong nhà tới Thổ Nhĩ Kỳ cả rồi, chúng ta cũng đi đi. Không, tôi không đi. Lão già cũng mơ thấy Adili tới cướp đất. Còn về. Đi thôi. Nếu không đi thì đảng Cộng sản sẽ đối phó chúng ta đấy. Tôi bảo là tôi không đi. Vì sao? Tất cả mọi thứ ở đây đều là của tôi. Mãi mãi phải là của tôi. Ông đã sớm gửi con cái ra nước ngoài rồi, mà chúng ta ở lại để trong đất sau. Đừng nói nữa. Tôi không đi. Adili. Adili, lớp học kết thúc rồi, sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi dọn dẹp giúp thầy Ezik. Anh ấy đâu rồi? Đi, cùng tôi tìm anh ấy. Đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Anh ơi, lần nào tôi trông thấy lá cờ này là lòng lại thấy vui lắm. Vì sao? Tôi và anh khác nhau. Không vấn đề gì. Chúng ta đều là người Trung Quốc. Nói đúng lắm. Chúng ta đều là người Trung Quốc. Sau khi rời khỏi nhà 3 năm, tôi đã trở về. Tôi chẳng đợi nổi mà muốn nói với dân làng rằng tôi đã trông thấy một thế giới tươi đẹp nhường nào. Tôi cũng muốn nói với người con gái mà tôi yêu thương rằng hạnh phúc ngày càng gần với chúng ta hơn rồi. Lâu rồi không gặp, tôi mới từ thành phố về. Các anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. À, đi ly. Agus. Agus. Trói chân cậu lại. Cuối cùng con cũng bình an mà trở về rồi. Con thân yêu, về rồi sao? Về rồi ạ? Vẫn ổn cả chứ? Dân ạ, à, không bị người ta bắt nạt chứ? Không ạ, à, không bắt nạt người khác đó chứ? Không ạ, à. Đây là gì thế? Gạo. Con lấy ở đâu thế? Con kiếm tiền mua đấy. Thế thì tốt. Con à, con đã giữ lại cho mình hay chưa? Con để lại một túi nhỏ rồi. Thế phiền con, gửi túi này tới chỗ anh Adun của con đi. Dân. Con à, cha, con đi cùng với Adili đi. Dân thưa cha, đi. Ông nói à, còn một túi nữa đâu rồi? Gửi cho con trai bà rồi. Hôm nay em lớn gan thế. Trên phố mà dám làm thế. Ai bảo anh lâu thế mới về chứ. Anh làm gì ở trên huyện thế?
anh học viết chữ, anh còn học đọc nữa, còn học cả tiếng Hán nữa. Anh học nói phét, đúng không? Thật mà, anh không lừa em đâu. Vậy anh nói một câu cho em nghe đi. Anh yêu em, anh biết nói tiếng Hán thật sao? Ừ, câu đấy nghĩa là gì thế? Một câu hay ho, ý quan tâm em. Anh nói lại lần nữa đi. Anh yêu em. Em yêu anh. Em yêu anh. Được rồi, anh biết rồi. Em yêu anh. Con bảo là quân giải phóng thật sự sẽ giúp nông dân mình sao? Dân ạ, bọn họ sẽ cho mình chốn ăn ở, đất để trồng trọt. Có khi nào đây là bánh rơi từ trên trời xuống không? À, Dili, nhiều năm như thế rồi, làm lính chỉ giúp người giàu thôi. Ai mà lại đi giúp người nghèo chúng mình chứ? Anh nói đúng, anh Adun, nhưng lần này khác. Đây là quân đội của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Chủ tịch Mao Trạch Đông là ai? Em đã gặp rồi sao? Được rồi anh ơi, không cần biết lời của Adili nói có phải là sự thật hay không, thì vẫn có hy vọng mà. Nếu chúng ta thật sự có đất của riêng mình, thì chúng ta lại nuôi thêm một con lừa, ba con dê nữa. Cuộc sống nhất định sẽ như thiên đường vậy. Sẽ mà, anh Adun, chắc chắn đấy. Adili tới đâu cũng nói với người khác rằng quân giải phóng tới rồi, người nghèo sẽ hạnh phúc thôi. Nói rằng tới lúc đó sẽ treo một lá cờ đỏ ở trong thôn. Còn nói rằng có người tên là Chủ tịch Mao Trạch Đông sẽ chia đất của lão gia cho người nghèo thôi. Có bao nhiêu người tin lời của anh ta, tôi cũng không biết. Dẫu sao thì Adili gặp ai cũng nói như thế cả. Anh ta còn đi một đôi giày bóng loáng, trông rất hoành tráng. Đất là của tôi, vẫn sẽ luôn là của tôi. Đây là món quà mà Thánh Allah ban cho, không ai được phép lấy nó đi cả. Đương nhiên, ai cũng đừng hòng giành được một tấc đất nào của lão gia. Chính xác. Chào anh. Chào anh. Mời ngồi. Chào anh. Mời ngồi. Uống nước không? Không ạ. Chú buộc rách nói chuyện thuê đất với tôi, nên tôi đến hỏi chuyện. Rosie lấy lại đất cho Burat thuê, rồi cho tôi thuê rồi. Chú Burat tới nói chuyện với tôi, nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào cả. Mảnh đất này là đất mà tôi và chú Burat khai quang. Ngày trước là đất quan. Sau đó ông ấy giao nó cho Rosie để cứu mạng tôi. Giờ anh thuê mảnh đất này rồi, thì chú Burat phải biết làm như thế nào đây? Đây là chuyện mà lão gia Rosie quyết định. Không tin, anh đi hỏi thử xem. Đừng nói chuyện chú Burat có đất trồng hay không thôi. Thế tôi cũng không có đất, thì phải làm như thế nào? Tôi cũng hỏi lão gia Rosie rồi. Ông ấy nói rằng nếu như Adili quen biết chú quân giải phóng ở trên huyện, thì bảo họ cho đất mà trồng. Quá ra là thế. Quả doanh mà ra. Đến đâu cũng nói với người ta là quân giải phóng tới chia đất cho. Giờ thì hay rồi, đất của Rosie là của Rosie. Còn anh thì sao? Anh đến chỗ để mà đặt chân cũng chẳng có. Anh em à, mây bay trên bầu trời đâu biến thành cơm ăn được. Quân giải phóng có dội tới mấy thì cũng đâu thể động đất của Rosie bay được. Chứ đừng nói tới những người nghèo như chúng ta. Hay là anh tới nhận sai với Rosie? Có khi ông ta sẽ đồng ý cho anh đất mà trồng trọt. Được rồi anh trai, anh cứ trồng đất này đi. Tôi sẽ không oán trách anh đâu. Adili, tôi nghe nói rằng tới đâu anh cũng nói xấu lão gia Rosie. Lão gia chọc giận anh sao? Tôi nói sự thật. Đi đôi giày này rồi, anh không biết mình là ai nữa đúng không? Cái thằng khốn này,
Anh nói lại lần nữa, thằng khốn nạn. Nói lại lần nữa đi, thằng khốn nạn. Anh còn dám bắt nạt người khác nữa, là tôi đánh anh nữa đấy. Biết rồi. Anh khỏe như thế từ bao giờ thế? Đừng nói nữa, đi mau lên. Tay của anh đau quá. Đánh đau lắm sao? Giờ thì ai cũng dám đánh anh rồi. Anh chỉ đứng bên cạnh xem thôi sao? Tôi đâu có biết Adili lại khỏe thế lão già. Cái đồ vô dụng nhà anh. Sao thế? Wu Bun với Adu nói với dân làng rằng giờ anh đang lừa mọi người hiếp quân giải phóng. Nếu ai mà dám tin lời của anh thì sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt. Người dân nói như thế nào? Không ai dám nói gì cả. Với lại cũng chẳng ai biết quân giải phóng là gì. Cũng chẳng biết rằng bọn họ có thật sự bên vực chúng ta không. Adili, anh nhất định phải chú ý an toàn đấy. Dẫu sao thì Rosie Bai cũng có tiền có thế. Chúng ta không chọc vào bọn họ được. Lão già tìm tôi có việc gì? Wu Bun mất khống chế rồi. Nó nói nó muốn đi tìm người giết Adili. Anh mà bảo hắn ta chạy đi. Ý của lão già là quân giải phóng sắp tới rồi. Tôi cần phải lấy lòng người dân trong thôn. Không thể để cho Wu Bun gây họa thêm nữa. Tôi hiểu rồi thưa lão già. Tôi đi đây. Anh tới đây làm gì? Lão già Rosie bảo tôi nói với anh rằng Wu Bun muốn đưa người tới đây giết anh. Anh mau chạy đi. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Anh đi đi. Wu Bun đưa người tới đây rồi đấy. Tin tôi đi. Anh ta sẽ giết anh thật đấy. Mau chạy đi. Anh ở đây làm gì? Anh Wu Bun. Anh đi đi chạy rồi. Mau đuổi theo hắn. Anh ở đây làm gì? Anh Wu Bun, anh đừng cố chấp nữa. Anh không làm được gì quân giải phóng đâu. Tôi hỏi anh tới đây làm gì? Đây là bí mật. Adili giết người rồi. Adili giết người rồi. Adili giết Adu rồi. Mà bắt hung thủ đi. Adili giết người rồi. Bắt hung thủ đi. Mấy hôm nay tổ công tác chúng ta giảng về thôn của các anh, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Khi nào tổ công tác đi? Có thể đi nhanh hơn được không? Tiểu đoàn trưởng Trương, anh bảo nếu nông dân chúng tôi mà muốn có đất của mình thì cả thôn phải liên kết với nhau như một sợi dây thừng, đúng không? Đúng. Tôi đã về nói với bọn họ rồi. Bọn họ đều bằng lòng đoàn kết lại với nhau. Nhưng họ sợ rằng quân giải phóng sẽ nhanh đi nên không dám nói nhiều. Tổ công tác phải đi nhanh, đi sớm thì họ nhất định sẽ đoàn kết mà. Sao chúng ta lại phải chờ? Sao anh lại tức thế? Có ý kiến với tôi sao? Không vui. Bực. Có chuyện gì thế? Anh nói đi. Tôi không hiểu. Sao chúng ta không thể làm như trong nội địa? Giải phóng xong là đánh thổ hào rồi chia đất ra. Sao không sớm chia đất đai cho người nghèo, những người nghe Adili còn phải chịu áp bức của địa chủ thì còn ra thể thống gì nữa? Anh không hiểu sao? Không hiểu. Adili về mấy hôm đã quay lại rồi. Anh ấy giúp chúng ta làm công tác tuyên truyền. Thế mà có người muốn giết anh ấy. Như thế là vô pháp vô thiên quá rồi còn gì. Anh đừng có lớn tiếng. Tôi nghe thấy mà. Giờ tôi nói cho anh biết, không chỉ có anh nghĩ như thế mà rất nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao cũng nghĩ như thế. Bọn họ chỉ hận rằng không thể giải phóng triệt để tất cả anh em dân tộc thiểu số khỏi áp bức của chế độ phong kiến mà họ đã phải chịu đựng hàng trăm năm nay. Nghĩ thì có ích gì chứ? Hành động đi chứ. Nhưng cũng không thể coi thường tính phức tạp của công cuộc cải cách khu vực dân tộc thiểu số. Giờ cứ nhìn nhiều bị áp bức sau.
Anh đừng có hét với tôi cũng xuất thân từ nông dân. Tôi hiểu những áp bức mà anh em dân tộc như Ngô Nhĩ phải chịu đựng. Tôi cũng muốn diệt trừ hết cường hãn bá từ ngày hôm nay. Tôi càng muốn nhân dân được sống hạnh phúc ngay sau đó. Thời cơ vẫn chưa chín mùi sao? Đúng. Vậy khi nào mới được chứ? Đợi có cơ sở cán bộ, cơ sở nhân dân, anh đi sẽ bị người ta đánh chết rồi kìa. Anh có biết không? Giờ tôi biết rồi. Giờ tôi nói cho anh biết là thời cơ vẫn chưa chín mùi. Anh hét cái gì mà hét? Anh láo, cái thằng quắc này. Đừng có đó nghe lén nữa. Mau dẫn tổ công tác đến làm tiếp thôi đi. Dân, chú ý cách công tác đấy. Dân, anh vẫn chưa đi sao? Anh bảo tôi có thể bồi dưỡng Adili thành cán bộ dân tộc được không? Được. Lượn đi. Dân, tôi lượn đi ngay. Chẳng ai để ý tới tôi cả. Lạ thật đấy. Adili, Bỏ đao xuống. Súc sinh, mày là đồ súc vật. Mày giết Adu. Hôm nay tao phải bắt mày nợ máu trả máu. Adili, Adu chọc vào mày sao? Sao mày lại giết nó? Hắn lại. Rosie, con bình tĩnh. Chào anh. Ông là Rosie đúng chứ? Tôi đây. Ông biết nói tiếng Hán không? Có. Tốt quá. Chúng tôi là tổ công tác do quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phái tới. Tên tôi là Trương Văn Huy. Anh giải phóng quân. Adu với Wubun là người làm nhà tôi. Bọn họ còn là bạn nữa. Sau khi Adu bị giết, tinh thần của Wubun vẫn luôn bất ổn, thường xuyên mất khống chế. Mong anh hiểu cho. Tôi đến để nói lên tiếng công bằng cho Adu. Trừng phạt hung thủ là Adili đây. Ông nói láo. Là ông bảo Adu tới báo cho tôi rằng Wubun muốn giết tôi mà. Sao Wubun lại muốn giết anh chứ? Dẫu cho nó muốn giết anh thì tôi tự ngăn nó lại được mà. Sao còn bảo Adu tới báo tin cho anh làm gì? Thật là vô lý. Anh Rosie, tôi thấy chuyện này hình như có hiểu lầm. Vẫn phải tra cho rõ. Anh giải phóng quân còn phải tra như thế nào nữa đây? Quân giải phóng. Lúc đó tôi đứng ngay cạnh hiện trường. Hôm đó lúc Wubun hét lên Adili giết người, thì thật ra anh ta đang đứng cạnh Adu. Anh đừng có nói dối. Kẻ nói dối là anh. Anh đừng có nói dối. Hắn nói dối. Adili sẽ không giết người đâu. Adili không phải hạng người đó. Adili là người tốt. Adili không giết người đâu. Anh ta đang nói dối. Adili không giết người đâu. Adili là người tốt. Wubun là kẻ nói dối. Đứng lên. Wubun là kẻ nói dối. Anh thật sự giết người sao? Không phải tôi. Nói thật, không phải tôi. Cút. Anh giải phóng quân, tôi bắt buộc phải làm rõ chuyện này. Tôi xin phép trước. Sau khi sóng gió qua đi, ngày nào chúng tôi cũng bận rộn. Có một hôm, đột nhiên tôi bị gọi tới phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng Trương để rồi nhận nhiệm vụ thay đổi vận mệnh cuộc đời của tôi. Trái nhà sao? Có đâu. Tôi không được làm việc ở tổ công tác nữa sao? Được. Nhưng mà cậu phải đi học trước. Vì sao? Để làm cán bộ. Hả? Lần này anh phải đi bao lâu thế? Chắc là 20 ngày gì đó. Anh phải đi làm cán bộ sao? Anh chưa nghĩ tới chuyện đó. Anh đi học. Thế là về, anh làm cán bộ rồi. Anh thật sự không nghĩ tới chuyện đó. Anh chỉ muốn nhanh về, sớm chia đất cho người dân. Lòng anh chỉ có đất thôi. Ai vui. Anh có một mong ước.
đời có đất rồi, anh sẽ nói cho em biết. Khi ấy ngây thơ, ai mong ước được hạnh phúc đều có hy vọng. Tôi nằm mơ cũng chẳng thấy được, thấy được sự quan tâm và yêu thương của đất nước dành cho nhân dân. Chắc rằng ông cha tôi cũng chưa từng nghĩ tới những người nghèo như chúng tôi có ngày nào đó được làm chủ đất của mình. Ông sao thế? Thánh A-la, lẽ nào thời thế thay đổi thật rồi sao? Bí thư Mạnh, lớp đất kết thúc rồi. Adili muốn gặp anh. Được. Chào cậu Adili. Chào bí thư Mạnh. Học xong rồi sao? Tiếp theo đây muốn làm gì không? Tôi muốn về làng. Thành phố cũng cần những cán bộ dân tộc như cậu. Không muốn ở đây làm cán bộ sao? Tôi muốn tới hội nông dân để mà đoàn kết với nhân dân, đấu tranh với bay. Adili, cậu học không muốn lớp học này đâu. Nhớ nhé, sau này còn rất nhiều công tác, còn cần những cán bộ dân tộc như cậu làm. Nhớ kỹ đấy, phải cố gắng. Bí thư Mạnh yên tâm đi. Chào anh. Về rồi sao? Anh Adili, cậu về rồi sao? Trời ạ, suýt nữa tôi không nhận ra cậu luôn. Anh, tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Tất cả mọi chuyện mà anh làm cho tôi. Giờ tôi tuyên bố Adili được chọn làm chủ tịch của hội nông dân. Chủ tịch Adili, mời anh lên nói đôi lời với người dân. Có đảng Cộng sản lãnh đạo chúng ta, giải phóng bảo vệ chúng ta. Chúng ta đã làm chủ thật rồi. Cảm ơn. Lão gia, giờ để tìm Mulat có tác dụng gì không? Có. Adili, Agus xinh đẹp thật đấy. Phải, cô ấy xinh thật. Cô ấy là ước mơ của tôi. Cô ấy là ước mơ gì của cậu? Đợi nhân dân có đất của mình rồi, đợi tôi có đất của mình rồi, thì tôi sẽ làm việc thật tốt để mà cưới cô ấy làm vợ, rồi trao cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Ước mơ tươi đẹp quá, chắc chắn thành hiện thực. Anh, lúc trước ra đi, ông tôi sợ tôi chết đói.
Cha tôi cũng sợ tôi chết đói mà chết trong mưa. Bọn họ chẳng thể nào trông thấy cuộc sống mà tôi có được ngày hôm nay. Nếu bọn họ có thể trông thấy được, chắc chắn sẽ rất vui. Chắc chắn. Chắc chắn. Ông gặp Mulat rồi chứ? Ừ. Tôi nói với ông ấy rằng xưa Thánh Ala cho tôi sự giàu sang, nhưng giờ đất của tôi sắp bị lấy hết rồi. Quy tắc hàng trăm năm nay của chúng ta sắp bị phá vỡ rồi. Những giáo đồ trung thành như chúng ta trao cho người cuộc sống hạnh phúc sắp biến thành những đứa con chơi dơi lang thang khắp chốn rồi. Mulat, người là sứ giả được tôn kính nhất Nam Cương. Chúng tôi khát khao được sử dụng năng lực của người để khiến dân Muslim đoàn kết lên để thánh chiến với đám người phá hoại quy tắc cổ xưa của chúng ta. Người ấy nói thế nào? Ông ấy nói với tôi rằng tôi phải nén lửa giận lại. Tháng năm luân hồi, dạng vật cùng hưng thịnh, đây mới là ý chỉ của Thánh Ala. Đừng nói tới thánh chiến. Chắc chắn ngươi chưa từng đọc kinh Quy Ran đàng hoàng. Ta tặng ngươi một quyển, ngươi về đọc cho kỹ, hiểu cho rõ ý chỉ của Ala là mong muốn chiến tranh hay là hòa bình. Tôi nên nghe bà sớm hơn. Rời khỏi chốn này sớm thì tốt rồi. Chúng ta phải làm thế nào đây? Adili! Adili! Adili, tôi ở đây. Adili, tôi có tin tốt này, muốn nói cho anh biết. Tin gì thế? Chủ tịch Mao Trạch Đông ra cái gì liên quan tới cải cách đất đai ở Tân Cương. Các anh sắp có đất của riêng mình rồi. Thật sao? Thật đấy. Cha ơi, chúng ta có đất của mình rồi. 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 Dưới sự lãnh đạo của quân giải phóng, chúng tôi đoạt lại tất cả những công cụ sản xuất mà địa chủ chiếm về, chia cho nông dân. Người nông dân có đất của mình, vì thế nên cũng có hy vọng sống. Mà tất cả những thứ này đều do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Mao Trạch Đông đem lại cho chúng tôi. Đợi tôi trở về là cậu có thể thấy sổ đỏ của mình rồi. Người dân đều có sổ đỏ của mình. Cậu trưởng thành hơn rồi đấy. Tôi sẽ cố gắng. Đợi anh trở về thì tôi sẽ cầu hôn với Aegis. Vậy tôi nhất định sẽ về sớm. Đừng một đi không trở lại nhé. Sao có thể thế được chứ? Tôi vẫn mãi nghĩ, đợi mình già rồi, nếu phong tục ở đây cho phép, thì tôi sẽ chôn thân ở đây, để thấy được cuộc sống ở thôn này ngày một hạnh phúc hơn. Đừng nói những câu như thế chứ. Cuộc sống hạnh phúc rồi thì chúng ta hưởng phúc cùng nhau đi chứ. Hạnh phúc tới rồi, mà lại càng ngày càng hạnh phúc hơn nữa. À, đi đi.
Chúng ta đều là cô nhi. Cậu muốn làm em tôi không? Em bằng lòng, anh. Tốt quá rồi. Sau này chúng ta là anh em rồi. Anh hỏi thăm chị dâu giúp em nhé. Được. Đợi bọn anh trở về tham gia hôn lễ của em. Thì em sẽ tổ chức hôn lễ thật là náo nhiệt. Được. Anh đi đây, đừng tiễn nữa. Anh tốt. Anh đi đây. Adili. Adili. Tặng cho em cái bút máy này. Cảm ơn anh. Chăm học vào nhé. Vâng. Người đâu? Người đâu? Anh ơi. Anh. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Em đến rồi đây anh ơi. Đã đảo địa chủ ác bá. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đã đảo địa chủ ác bá. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đã đảo địa chủ ác bá. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đã đảo địa chủ ác bá. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đã đảo địa chủ ác bá. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đã đảo địa chủ ác bá. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đã đảo địa chủ ác bá.
Anh ấy từng nói với tôi rằng chúng ta là người Trung Quốc. Anh ấy khiến tôi tin rằng quân giải phóng tới rồi, chúng ta không phải chịu áp bức của địa chủ nữa rồi. Chúng ta có thể gieo mầm hạnh phúc trên đất của mình rồi. Anh ấy hy sinh rồi. Anh ấy nằm ở nơi đó rồi. Anh ấy không thể nhìn thấy niềm vui của chúng ta nữa rồi. Anh ấy không thể chào đón cuộc sống mới với chúng ta nữa rồi. Nhưng mà anh ấy sống mãi. Anh ấy mãi cổ vũ chúng ta bước tới tương lai tươi đẹp hơn. Bà con ơi, chúng ta được làm chủ đất của mình rồi. Chúng ta có đất của mình rồi. Kể từ hôm nay, chúng ta đã đổi đời rồi. Chủ tịch Mao Trạch Đông vạn tuế. Đảng Cộng sản vạn tuế. Cảm ơn Chủ tịch Mao Trạch Đông. Cảm ơn Đảng Cộng sản. Chủ tịch Mao Trạch Đông vạn tuế. Đảng Cộng sản vạn tuế. Chủ tịch Mao Trạch Đông vạn tuế. Đảng Cộng sản vạn tuế. Đây là câu chuyện của tôi. Một hộ nông dân, ba đời nghèo khó, cuối cùng cũng có đất của mình và sống cuộc sống hạnh phúc. Có những ký ức khó quên. Bất kể hôm nay chúng ta đang hưởng thụ niềm vui như thế nào thì cũng không nên quên đi những người đã hy sinh sinh mệnh đáng quý của mình vì chúng ta. Trong những người đó có cả Ngô Địch, chị dâu tôi, cả đời cắm rễ trên đất Tân Cương. Có cả anh trai tôi, Trương Văn Huy. Adili, chúng ta đều là cô nhi. Con muốn làm em của anh không? Adili, anh, chị dâu, em nhớ mọi người lắm. Maybe
看时候花朵鲜艳。